Hi, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào bạn. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ có một cái cuộc thi đại chiến với nhau, đó là người đầu tiên ăn hết 2 cây kem sẽ thắng 100k. Yeah. Và đây, trên bàn có những cây kem. Tổng cộng là 6 cây các bạn, rất là ngon luôn. Có nhiều loại khác nhau. Có vị trà sữa, có vị sô cô la. Nói chung là đủ vị cho các bạn. Mình có đánh số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và ở đây mình có một cái thùng thăm. Tại vì này có kích thước bự nhỏ khác nhau đó. Cho nên là mình sẽ bóc thăm để chọn kem nhân phẩm nha các bạn. Đây các bạn nhìn kem nè đó. Đây là một que kem sô-cô-la đậu phộng. Đây 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 là kem trân châu đường đen. Trà sữa trân châu đường đen nha các bạn. Và đây cũng là trân châu trà sữa đường đen nha các bạn. Ủa trà sữa trân châu đường đen. Vậy đây đúng, cũng là một cái kem đậu hạt nha các bạn. Đậu phộng. Đậu phộng. Cái đi. Kem đậu phộng nha các bạn. Đây kem sô cô la nữa các bạn. Còn ở đây cũng là một que kem sô cô la. Ui, nhìn màu sắc khá là ngon đây. Nói chung là anh em mình rất là thích ăn vị sô cô la luôn các bạn. Nhưng mà trong này thì có lộn xộn vị trà sữa đồ này kia nữa. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ tiến hành bốc thăm thôi nha các bạn. Để không thôi kem nó chảy ra là ăn hết ngon. Rồi ở đây bọn mình có 6 lá thăm, 1 tới 6 tương ứng với 6 que kem. Đó, ai bốc trúng cái nào thì sở hữu que kem đó. Rồi. Ai bốc trước đây? Anh cầm anh bốc trước luôn cho. Thôi bây giờ mày ngay. Anh bốc trước luôn cho. Mà thôi, mày khen đi. Thôi. Mày ngoan đi. Thôi. Thôi, anh cố gắng quá nha. Đây nè cho. Thôi, mày ngoan đi nè. Cái nít. Rồi, khen. Số 1. Số 1 mà. Đúng rồi, số 1. Rồi cho các bạn xem rồi, cho các bạn xem. Đây. Số 1 nha các bạn. Còn đây, khen số 4. Rồi, lấy kem đi. Đây. Rồi. Đây. Lượt thứ nhất để mình bóc coi mình là số mấy. Ôi ôi cây kem nhỏ hả, được lắm, mình cây kem trà sữa mới được. Số 2 trà sữa nha các bạn. Ủa trà sữa đâu? Sô cô la vị đậu phộng. Đó, rồi lượt tiếp theo. Rồi lượt tiếp theo nè, bóc đi. Rồi Khang. Rồi anh luôn. Số 6 hay quá. Số 5 vậy cho các bạn xem. Hay quá. Số 6 bạn. Ê, số 5 nha. Số 6. Đây số 3 nha các bạn. Số 3. Đây. Rồi, của mình nè các bạn. Mấy đứa sẵn sàng cho cuộc thi ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Ok, chắc này thèm mà các bạn chơi luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui, các bạn nhìn nè. Đó. Đây. Ở sao cái kem mình nhỏ vậy? Trời ơi, cái kem mình bự quá. Quẹ hai các bạn. Quẹ thứ nhất chưa xong các bạn ơi. Quẹ kem mình bự quá. Của hai thằng này chúng quẹ kem nó chảy trơn hay sao đó. Đây quẹ kem thứ hai nha các bạn. À lạnh quá. Cảm giác lạnh buốt không? Ui. Kem nó bị xuất ra nè, ở trong này nè. Em bư ra trong bọc quá. Cái cục kem nè các bạn. Đây của mình sẽ kéo ra từ từ. Nó của mình không chảy. Trời ơi nó bự nè. Đừng cái sụt la nhiều nha các bạn, hàng lẹ mà được. Ngon. Ngon các bạn ơi. Khá ngon. Có lột hồng. Lộn trong ca. Mày muốn không chưa? Em muốn không chưa? Em trả lại đây, em chưa nuốt không à. Yeah, hắn gọi lộn trong ca. Anh chàng ơi. Rồi các bạn ơi. Phỏng chút xíu à. Mà công nhận que kem sô-cô-la của phỏng thì ngon các bạn. Ở ngoài rất là giòn giòn luôn. Ở trong rất là béo và mạnh nữa. Ê cực kỳ mịn nha bạn. Dễ nhìn nha bạn. Dễ nhìn nha bạn, không có tiền. Chậm có mấy giây rồi. Tại mình xui mình bóc trúng cái thăm mà. Cái kem này nè. Kem này gì đâu mà nó bự quá trời luôn. Mà sao cái kem trà sữa này của mấy đứa ít xịu à. Đúng rồi em ăn nhanh quá. Này nhân phẩm mình hơi xui. Em có cảm nghĩ gì không anh? Em ăn nó lạnh nó tới gần người phơi quá anh Trần ơi. Em sao Khang? Buốt não. Coi mặt kìa.
Còn mình thì cảm giác là rất là lạnh nha các bạn. Nói chung là tê cứng cái răng luôn các bạn, ngay cái kem đầu luôn. Nhưng mà cái kem thứ hai thì ăn khá là ngon. Nói chung là mình cũng tận hưởng được cảm giác ngon các bạn. Nhưng mà tiếng cái là không giành được hưởng thôi. Ok, nếu các bạn thích video này của anh em mình, hãy để cho anh em mình một like, một lượt đăng ký để ủng hộ anh em mình nha các bạn. Còn bây giờ anh em mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye, bye.